mến chào cô chú anh chị đã ghé thăm kênh LTK Bonsai. Hôm nay em có một số cây kiểng dừa mới về, hàng thành phẩm cũng có, thôi cũng có. Và một số cây kiểng mini như Nguyệt Quế, Mai Chiếu Thủy, Hải Châu, Ổi, Cần Thăng và Suri, Sam. Rất là nhiều mặt hàng phong phú đa dạng nha cô chú anh chị. Thì số điện thoại liên hệ của em là 0939700449. Em ở Tân Lợi 2, Tân Hưng Thốt Nốt, Cần Thơ. Mã 1A, đây là cây Mai Chiếu Thủy Nu Gò Công, hàng chuẩn hàng nha cô chú anh chị. Em xin đo thông số của chú anh chị mình lưu ý giúp em nha. Tổng chiều cao như thế này là được 92, 8, 100. Rộng cây 65. Cây hàng chi tai quái nhẹo nha, cực kỳ lớn. Cây này thì đáng sưu tầm ha cô chú anh chị. Hàng Nu Gò Công nguyên thủy, không ghép. Cái này che mặt cắt. Đó là cái cách xử lý mặt cắt chung của cây cảnh nha cô chú anh chị. Em đo trên đây mình tham khảo là được 38. Em đo tổng như thế này đi, được 68. Cây bệ đế thì nó lớn hơn nữa nha. Em đo đường kính bầu là được 55. Nu Gò Công. Ngã sao được trời. Mã số 1A, em vô lưu trọn gói cho cô chú anh chị mình giá là 7.500.000. 7.500.000. Xong rồi xuống luôn đi tao lên. $7.500.000 là bên em bao gồm phí ship luôn đó. Nói chung là phí cũng khá là cao. Và giá tụi em thì báo cũng rất là sát. Cho nên cô chú anh chị mình chốt hàng thì bên em không có giảm được nhiều nha. Lưu ý giúp em điều đó ha. Mã số 2A. Cây này là cây Cần Thăng bonsai, cực kỳ già cây. Tổng chiều cao em đo được là 37. Tán em đo được là 38. Cần Thăng nha cô chú anh chị. Củ đế là được 38. 52 là tại vị trí này. Chậu này em gửi luôn. Dạ. Chậu này Biên Hòa Đồng Nai, hàng đã qua sử dụng á. Mã số 2A, em giao lưu trọn bộ phí ship cho cô chú anh chị mình. Cây này có giá là 1.200.000 đồng. Dạ, chậu nguyên diện. Có nứt mẻ gì thì bên em sẽ báo và bỏ chậu lại, chứ không vận chuyển nha. Rủi ro sẽ rất là cao. Mã số 3A, đây là cây ổi tàu, một đế hai thân. Tổng chiều cao em đo được 48. Tán em đo được 68. Trái ha. Dạ đang trái. Trái nó lớn chắc cũng tở tầm này nha. Đây nữa nè. Cây này hiện tại đang trong tình trạng hết phân á. Về mình chăm sóc thêm phân là cây trái nó rộ thêm nha. Rộng tàn tầm khoảng 40. 18 là hoành thân tại đây em đo. Cây thuần chậu sống khỏe nha. Em đo luôn. Như thế này em đo một thân đơn là 14 hoành. Mã số 3A. Vàng xương mịn nha. Rồi, em giao lưu trọn bộ phí ship cây này có giá là 1.800.000 đồng. Mã số 3A, cây ổi tàu. $1.800.000 đồng. Số điện thoại liên hệ của em là 0939700449 nha. Cây ổi lê mã số 4A. Tổng chiều cao em đo được là 66. Tán em đo 65. Dạ cái này thì trái bao trái luôn.
cây mình chăm sóc một thời gian nữa là nó sẽ cho hoa đậu trái nha. Này đường thân đế khá là đẹp. Như thế này em đo là được 25. 16 là chỗ này. Đế nở nha cô chú anh chị. Hàng thuần chậu. Mã số 4A giao lưu với giá là 1.200.000 đồng cây ổi lê. Mã số 5A. Cây này là cây hải châu. Tổng chiều cao em đo được 70. Trái. Tàn rộng như thế này là 35. Cây dáng bonsai nha cô chú anh chị. Em đo một cái thân chính đại diện được 11 hoành. Hai cây này là liền bệ đế nha. Nè dầm kỹ giúp em, nó liền bệ đế phía dưới. Mặt số 5A. Em giao lưu bao phí ship cho cô chú anh chị mình 1.200.000 đồng cây hải châu. Cây 6A. Đây là dòng nguyệt quế lá xoắn hoa chùm. Chiều cao của cây được 57. Tán em đo được 75. Cây này thì hoa quanh năm và cực kỳ thơm nha, hoa rất là đẹp. Mặt cắt ha, mặt cắt lớn nó nằm đây. Mã 6A nha cô chú anh chị. Cái thân khá là lớn ha. Như thế này em đo được 40 đi. 40 hoành. Cây hiện tại là có đế cũng đều đều ha. Đường thân thì không có bị mục, bị lũa. Mã 63A. 6A. Em tiến hành bỏ bầu vận chuyển cho cô chú anh chị mình. Cây này có giá là 1.400.000. 1.400.000 bao phí ship. Mã số 7A. Tổng chiều cao em đo được là 60. Tán đều 55. Cái này mình chơi tán hay cô chú anh chị? Tán cực kỳ mịn, cho hoa thì cũng cực kỳ xiên, cho nên nó rộ một cái là thơm nứt nhà luôn. Chi tay cành cũng có hết rồi. Tại vị trí này em đo là được 18 hoành. Cái đế nở hơn nha. Tại em đo cái thân chính thôi. Đế nè đẹp ha cô chú anh chị. Cây mã số 7A. Chọn gói em giao lưu cây này ha. Có giá là 1 triệu đồng bao phí ship cốt cành lớn nha. Về tùy ý thích mình chỉnh sửa thêm. Rồi 1 triệu đồng bao phí ship bó bầu vận chuyển cho mã số 7A. Mã số 8A. Cây này là cây seri. Hiện tại là cây đang hoa nha cô chú anh chị. Tổng chiều cao em đo được 38. Tán em đo được 42. Dòng này thì bên em bao trái cho cô chú anh chị và hàng thuần chậu, cho nên mình không có mất cái thời gian và mất cái công chăm nhiều nha. Những người vừa chơi hay là chơi lâu năm thì cũng vẫn chơi được cái dòng này nha cô chú anh chị. Đường thân thì khá quái, cực kỳ đẹp. Đế 21. Đi một dòng đế luôn là được 40. Dán cái đường lắc đẹp nha. Cây ra một chùm hoa luôn nè. Em giao lưu trọn bộ phí ship cho cô chú anh chị mình 1.200.000. 1.200.000 đồng. Suri nha. Vừa bonsai mà vừa có trái, rất là dễ thương.
1.200.000 đồng, mã số 8A. Mã số 9A, cây kim quýt. Kim quýt này 500.000 thôi. Tổng chiều cao em đo được 44, tán em đo 35. Dáng vân nhăn nha cô chú anh chị, có bát cầu luôn. Về mình chơi thì theo em cắt bỏ cái này luôn đi. Chừa một nhánh vân nhăn xuống rất là đẹp. Như thế này em đo được là 9. Chỗ hai cái cầu này là được 18. Kim quýt mã số 9A, giao lưu với giá 500.000 đồng, vận chuyển hàng toàn quốc, kiểm tra hàng, thanh toán. Mã số 10A, cây sam trái dạng xù, mã số 10A nha cô chú anh chị. Hàng em mới ép chậu nha. Tán em đo được 52, chiều cao em đo 28. Thuần chậu nhưng mà chậu của nó là chậu đen. Em mới ép qua cái chậu này cho cây nó lên thẩm mỹ nha. Nhỏ nhỏ thì vận chuyển chậu ok hơn ha. Rộng tàn tầm khoảng 30. Thân tại vị trí này em đo được 10. Dòng đế này là 30. Thân cây xù đều thân hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Tất cả các mặt cắt nó làm xù hết trơn, tự động. Dạ chậu luôn, hàng Biên Hòa Đồng Nai mới, chuẩn hàng. Rồi giá 1.200.000 đồng, 10A. Số điện thoại của em là 0939700449 nha. Mã số 11A, cây sam sông Hinh. Cây này dáng long nha. Tổng chiều cao em đo được 42. Hàng này chuẩn gin không ghép. Tán em đo được 50, rộng tàn tầm khoảng 40. Hàng này về là cây sẽ lên hoa luôn nha cô chú anh chị. Muốn rộ thì tiến hành lặt lá hết luôn. Sông Hinh hoa tím. Quanh thân em đo trên đây đi nha là được 15. Như thế này em đo được là 25. Cây này bao phí ship cho cô chú anh chị mình 750.000. 750.000. 12A. Cũng là sông Hinh luôn, cây này giá là 800. Tổng chiều cao em đo 44. Phơm tàn chi tay lớn nha. Tán ngang như thế này em đo đồ được 48. Về vô cái chậu kiểu demo thêm những cái tiểu cảnh phía dưới nha. Cây này rất là duyên cây nha. Cây dáng long. Thân này em đo tại vị trí này là được 16. Củ đế nở này là 25. Đế chiêu đều. Giá giao lưu là 800.000 đồng, trọn gói. Số điện thoại của em là 0939700449 nha cô chú anh chị. Cây này là cây linh sam sông Hinh ghép với trắng phước hồng. Hàng thì cũng cho hoa quanh năm nha. 42 là tổng chiều cao. Tán em đo được đó là 68. Rộng tàn tầm khoảng 30. Tất cả dòng linh sam nếu mình muốn xiên hoa và nở rộ theo ý của mình á, thì mình tiến hành lặt lá và xiết nước cho cây si 1-2 ngày nha. Như thế này em đo được 23. Trên đây là được 16. 13A. Đây hai thân nó ra chỗ này nha. Một cây mà chia ra hai thân. Rồi giao lưu với giá trọn gói cho cô chú anh chị mình cây sam trắng phước hồng này giá là 800. Dạ hàng sông Hinh ghép. Sông Hinh thì tím ghép với trắng phước hồng. 14A. Tổng cao em đo được 35. Tàn như thế này em đo là được 75. Rộng tàn tầm khoảng 40. Hoa cũng rất là thơm và xiên hoa nha cô chú anh chị. Đường thân co lắc cực kỳ đẹp. Như thế này em đo được là 24. Giá giao lưu là cũng 800.000 đồng trọn gói. Nhận hàng kiểm tra thanh toán nha.
Hai cây thì bên em sẽ có giá giảm lại nha cô chú anh chị. 14A giá 800 ngàn. 15A mai chiếu thủy dòng trung nu, ba thân tam tài, chi tay đầy đủ. Tổng chiều cao em đo được 77, tán em đo được 55. Hàng này mình mua về là vừa chơi luôn nha cô chú anh chị. Nụ nó đang ôm kính tàn hết trơn á. Em đo một cái thân lớn đại diện nha. Rồi được 16 hoành. Bầu này về sang qua chậu 4 lọt lòng giúp em. Giá giao lưu bao phí ship tận nơi là 650 ngàn. 650 ngàn đồng. Chi tán của chú anh chị mình coi à, khỏi chê. Rồi. Cây mẫu tử mã số 16A. Cũng là dòng mai chiếu thủy trung nu. Chiều cao cây được 66. Tán em đo luôn là 49. Hàng này thì phí cồng kềnh rất là cao. Bên em thì tất cả cây kiển bonsai đều đóng cái thùng xốp đi, cho nên phí sẽ không có giảm được một cây. Cô chú anh chị mình em không có giảm được ha. Như thế này em đo là được 17 hoành. Nước ngoài thì phí cao dữ lắm nha cô chú anh chị. Ai ở nước ngoài thì liên hệ em có thể đóng gói gửi được. Nhưng mà phí của chú anh chị mình chịu giúp em ha. 16A 650 ngàn đồng. 17A dòng mai chiếu thủy trung nu luôn. Cây này thì kích cỡ nhỏ hơn, giá chỉ 400 ngàn. 60 là chiều cao của cây. Tán em đo được là 50. Phơm tàn chia ra chi tay cực kỳ đều. Và dòng này thì cho hoa quanh năm và rất là xiên. Khí hậu ba miền mình rất là dễ chăm nha. Như thế này em đo được có là 13. Cây nu đều thân ha cô chú anh chị. 17A 400 ngàn bao phí ship. Số điện thoại của em là 0939700449. Rồi cây này 450. Mã số 18A. Tổng chiều cao em đo được là 65. Tán em đo được 45. Cây hiện tại là gọng tán chi tay rất là đẹp rồi. Một thân lớn đại diện là 12 hoành. Trong 3 thân ha. Lớn thấp đều nha. 450 ngàn đồng bao phí ship mã số 18A. Nhìn phơm tàn nè. Cô chú anh chị mình khỏi chê ha. Chỉ 450 ngàn đồng thôi nha. Phí ship cũng 150 rồi nha cô chú anh chị. Cây mã số 19A. Em đến với mặt hàng bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ. Tổng chiều cao em đo từ đỉnh xuống tới dưới mặt bầu là được 50. Cây này hiện tại là đang đâm chồi nha cô chú anh chị, có sức sống cái ổn định rồi. Ôm cục đá khá là lớn nha. Cứng này tại vì nó ôm sâu rồi. Mặt lũa này cứng sành luôn rồi, cây này nói chung thì nó cũng chuẩn rồi ha. Rồi, như thế này em đo tổng bệ là được 90. Nè, chồi li ti rất là nhiều rồi ha. Mặt trước và mặt sau cây đều rất là duyên. Rồi, cây mã số 19A, cây bằng lăng này em giao lưu bao phí ship cho cô chú anh chị mình 1 triệu 500 ngàn. 1 triệu 500 ngàn đồng. Rất là nặng nha cô chú anh chị. Rồi, cây này là liền bệ giá 600 nha. Tổng chiều cao em đo là 44. Em cũng có hàng khủng nữa cô chú anh chị nào cần hàng khủng lớn thì bên em liên hệ bên em nha. Như thế này em đo bệ liền là được 90. Mấy cái chồi nào nè, về không cần thiết cứ cắt bỏ để cho cây nó phô cái dáng lên nha cô chú anh chị. Giá chỉ 600 ngàn đồng bao phí ship tới nơi. Bằng lăng này là một dòng lá nhỏ thôi nha. Hàng khai thác. Cây này giá 500. Tổng chiều cao em đo được 29.
tổng bệ như thế này là được 70. Mặt lũa này nha, 21A dòng lá nhỏ. Bên em cũng có bảo hành sống cho cây nha cô chú anh chị, 500.000 đồng mã số 21A. 22A cây liền bệ, giống như hàng cụm rừng ha. Tổng chiều cao em đo được là 39. Về tạo tác lại cho cây nó đẹp lên nha cô chú anh chị. Như thế này em đo được là 100. Bầu dâm mũ về trồng thì trồng luôn cái phần bao bên trong mai bầu giúp em nha, phủ giá thể lên cao cao ha. Chọn gói em giao lưu cây này giá là 700.000. Dạ tháo ra nó bể bầu, tại cây đang dâm mũ. Mã số 23A thì bên em có tưới kích rễ rồi, cho nên cô chú anh chị mình về muốn an tâm hoặc là muốn cây mạnh hơn nữa thì mình tưới thêm một lần nữa giúp em nha. 34 là tổng chiều cao, tại vì cây trong quá trình vận chuyển á, bầu của nó sẽ bị sụt xịt đó, về dưỡng lại giúp em nha cô chú anh chị. Như thế này em đo được là 85. Và tất cả mọi thắc mắc gì về cây liên hệ em nha. Số điện thoại của em là 0939700449. Cây này nu toàn thân cực kỳ đẹp, giá 700.000 bao phí ship cho cô chú anh chị mình tới nơi. Rồi cây giáng lực mà số 24A. Tổng chiều cao em đo được là 62. Về mình tạo lại cái vết lũa với cái mặt cắt ha, là cây nó sẽ lên dáng liền, tại vì cây nó có phơm sẵn rồi. Rồi như thế này em đo được 85. Bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ. Em giao lưu trọn gói đến cô chú anh chị mình, phôi này có giá là 1.400.000. 1.400.000 đồng vận chuyển hàng tới nơi. Rồi em đến với mẫu chậu ở phần cuối clip nha. Chậu mấy chậu này là mấy chậu hàng tàu nha cô chú anh chị. Mã 25A. Dạ, 39 là chiều cao của chậu. Em về nhiều cái mẫu chậu cho cô chú anh chị mình demo cây kiển á, cho nó sang trọng thẩm mỹ lên. Tàu mới 37, phụ bì lọt lòng là 32. Rồi đâu đo gì nữa hả? Rồi 25A. Nó hơi mỏng cho nên vận chuyển cũng khá là rủi ro nha cô chú anh chị. Rồi 25A em giao lưu trọn bộ phí ship. Cái chậu này có giá là 800.000. 25A thôi 700 thôi, 700 nha cô chú anh chị, em nhớ lộn giá 700.000. Rồi 26A. Cái này thì cô chú anh chị mình nhận hàng kiểm tra giúp em nha. Thì cái này bên em không cần cọc đâu ha. Tổng chiều cao em đo được 45. Cũng cố gắng xếp hàng cho cô chú anh chị mình cẩn thận, chứ có gì thì toàn bộ bên em chịu không à. Bởi vì cô chú anh chị mình an tâm. Phủ bì 37, lọt lòng chậu là 33. Tàu đó vậy. Dạ hàng tàu, cái này hàng tàu. 26A. Bao phí ship cho cô chú anh chị mình cũng 700.000 đồng. Hàng gốm sứ cho nên nó hơi mỏng men. Em giao lưu bao phí ship là 700. 27A. Một bộ bát tiên này gồm 3 cái nha. Ủa 2 cái. Rộng nha cô chú anh chị. Rộng lọt lòng là 28 cái thứ nhất, cái thứ hai là được 22. Dài là 43, lọt lòng 35 cái thứ hai. Hàng này Biên Hòa Đồng Nai. Dạ. Cao nha cô chú anh chị. Cao là được 14 phân. Gớm diệt. Rồi cái này thì men dày. 27A. Rồi giao lưu bao phí ship hai cái chậu này có giá 600.000. Hai cái chậu 600.
bộ Oval mã số 28A giá 1 triệu. Cái này gồm 3 cái. Em đo lọt lòng trước nha. Lọt lòng cái thứ nhất 45, cái thứ hai 38, cái thứ ba 32. Ngang là 35, rộng cái thứ nhất, rộng cái thứ hai 28, rộng cái cuối cùng 20. Hàng cũng Biên Hòa Đồng Nai luôn. Không cứng ngắc mày. Em đo chiều cao luôn nha cô chú anh chị. Được 12 phân. Chiều cao nhỏ dần giúp em nha. Đây, mấy chậu này vô cây kiển à, rất là đẹp luôn. Đó. Rồi. Ba cái chỉ 1 triệu đồng, bao phí ship tới nơi. Bao bể, bao vỡ, vỡ cái nào đổi thường cái đó. 29 cuối clip của em. Một cặp bình bông. Bao sử dụng luôn. Tổng chiều cao của bình bông này là 49, tương đối của hai cây. Gớm hàng Đồng Nai. Dạ gớm miền Nam. Rồi em đo chỗ lớn là chỗ này là được 54 nha. Rồi cái miệng của nó lọt lòng là được 9 phân. Chứ chân này hả? Mấy cái chậu này mình về mình trưng cái hoa ly với cô chú anh chị. 39. Đó. Rồi một cặp bình này em giao lưu với giá là 500 ngàn thôi. Chỉ 500 ngàn đồng bao phí ship. Có lẽ không? Có lẽ bán luôn. Lẻ mà 300 ngàn cái nha, giúp em nha cô chú anh chị. Nói chung là rất là rẻ rồi. Thì rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của chú anh chị mình gần xa ở clip này ha. Hẹn lại những clip tới trên kênh LTK Bonsai nha. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã tin tưởng và ủng hộ em trong thời gian vừa qua ha.